tin giáo sứ Bình Hòa mừng Kim Khánh thành lập giáo sứ. Vào lúc 17 giờ thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường đã về giáo sứ Bình Hòa chủ tế thánh lễ mừng Kim Khánh thành lập giáo sứ năm 1968 đến năm 2018. Đồng tế với ngài có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, cha Phò Lô Phạm Quốc Túy, chánh xứ Bình Hòa quý cha trong và ngoài dấu phận thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ quý ân nhân quý khách thân nhân của cha sở pha lô đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài dấu xứ trước khi bắt đầu thánh lễ cha gioan lê quang tuyến công bố sắc lệnh của tòa ân giải tối cao về việc tòa thánh chấp nhận cho giáo xứ bình hòa cử hành kim khánh 50 năm thành lập giáo xứ trước khi kết thúc thánh lễ Cha Ta Lý Nguyễn Anh Thi chánh văn phòng giáo phận Phú Cường công bố phép lành tòa thánh do Đức Thánh Cha Francisco ban cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ trong dịp đặc biệt này. Sau thánh lễ, cộng đoàn hướng về sân khấu phía cuối khuôn viên nhà thờ với chương trình văn nghệ mừng 50 năm thành lập giáo xứ với chủ đề tất cả là hồng ân. Trong lời huấn từ và khai mạc chương trình, Đức Cha Ferro Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường mong muốn cộng đoàn sau 50 năm nhìn lại sẽ thấy con đường của Chúa dẫn chúng ta đi qua bao nhiêu khó khăn Cùng nhìn lại để thấy Chúng ta đã có nhà thờ Có những cơ sở cần thiết để trở thành một giáo sứ phát triển như ngày nay Cuối bài huấn từ Đức cha chúc cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo sứ Tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa Và nhờ đó giúp cho giáo sứ không những phát triển về con số Mà còn về tinh thần đạo đức Yêu thương nhau giúp đỡ lẫn nhau để giáo xứ ngày càng tốt đẹp. Chương trình văn nghệ được chia làm hai phần. Phần 1 với nội dung là 50 năm hành trình đức tin và phần 2 với nội dung là ca vang tình Chúa. Cuối chương trình, giáo xứ cũng đã có lời cảm ơn cũng như những món quà nhỏ dâng lên quý đức cha, quý cha tiền nhiệm, cha sở Phaolô và quý vị tiền nhiệm trong hội đồng mục vụ giáo xứ đã luôn đồng hành và giúp đỡ giáo sứ trong 50 năm qua. Tiếp đến, giáo sứ cũng đã có những món quà gửi đến đại diện những tổ chức, cũng như cá nhân đã góp sức cho chương trình được diễn ra tốt đẹp. Trước khi kết thúc chương trình, Đức Cha Du Xe đã ban huấn từ và chúc lành cho cộng đoàn hiện diện trong chương trình. Bài hát Theo Ngài Vượt Trùng Khơi do Linh Mục Nhạc Sĩ Đăng Linh, Linh Mục Minh Thiên linh mục anh thi và các ca sĩ trong chương trình thể hiện đã khép lại chương trình trong tâm tình tạ ơn với niềm hân hoan và vui mừng